mừng sinh nhật Trường Giang, Nhã Phương để lộ tên con gái. Ti là tên thân mật của con gái vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang. Trường Giang tổ chức sinh nhật tuổi 36 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 20 tháng 4. Việc được trang trí đơn giản với bóng bay in dòng chữ chúc mừng sinh nhật ba Ti được viết bằng tiếng Anh, mũ giấy đội đầu, hoa và bánh kem. Buổi tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng khi chỉ có sự xuất hiện của người thân trong gia đình. Trong bữa tiệc, Trường Giang, Nhã Phương cùng các thành viên trong gia đình mặc đồ ngủ. Sau chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm đời thường bên nhau, Nhã Phương gửi lời chúc mừng sinh nhật chồng trên trang cá nhân. Chúc mừng sinh nhật anh xã của em, hôm nay là ngày đặc biệt, anh hãy cứ thật vui vẻ nhé, thế giới ở đây đã có em lo. Phía dưới bài viết của Nhã Phương, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến Trường Giang. Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp vợ chồng son hơn 7 tháng kết hôn. Nhã Phương và Trường Giang tổ chức lễ đính hôn hồi tháng 8 năm 2018. Tháng 9 năm 2018, đám cưới của họ diễn ra. Hồi tháng 1 năm 2018, Nhã Phương sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế. Cặp nghệ sĩ hạn chế chia sẻ thông tin về con gái. Nhã Phương cũng được khán giả khen nhanh lấy lại được vóc dáng, thổi son gội. Chỉ sau chưa đầy 3 tháng sinh con. Nhã Phương từng chia sẻ, sau khi kết hôn, chuyện gì cô cũng chia sẻ với chồng. Nhiều người nói với cô lấy chồng sẽ rất cực, nhưng Nhã Phương lại thấy rất may mắn. Chồng và gia đình nhà chồng luôn yêu quý, chăm sóc Nhã Phương hơn hết. Cô tự hào khi bản thân là vợ của Trường Giang. Nhan sắc em dâu xinh đẹp mới bước sang tuổi 23 của Nhã Phương. Tường Vi, cô em dâu duy nhất của Nhã Phương được gia đình chồng rất thương yêu và chiều chuộng. Trong một sự kiện mới diễn ra gần đây, Nhã Phương gây chú ý khi thoải mái khoe và chụp hình kỷ niệm cùng chị ruột và cô em dâu xinh đẹp. Nếu như chị gái của Nhã Phương đã nhẵn mặt với giới truyền thông, thì cô em dâu duy nhất của nữ diễn viên lại gây bất ngờ bởi ngoại hình đầy cuốn hút. Được biết, Nhã Phương lớn lên trong một gia đình có 5 chị em và trong số đó chỉ có một cậu em út duy nhất tên là Trần Lê Nhật. Dù tuổi đời còn nhỏ, nhưng Trần Lê Nhật đã sớm kết hôn từ năm 2015 và đã có con đầu lòng. Bà xã của Trần Lê Nhật tên là Lê Thị Tường Vi, sinh năm 1996 và cùng quê Đắk Lắk với gia đình chồng. Dù hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, nhưng Tường Vi lại sở hữu vóc dáng và nhan sắc nổi bật. Đã 4 năm về làm dâu trong gia đình có 4 chị chồng, song Tường Vi may mắn được cả bố mẹ lẫn người thân của ông xã thương yêu và chiều chuộng hết lòng. Trong lần hiếm hoi tâm sự với truyền thông, Tường Vi cho biết trong nhà cô thân nhất với diễn viên Phương Anh vì cả hai đều cùng độ tuổi, dễ dàng trò chuyện công việc và cuộc sống. Tuy cô ít có cơ hội gặp gỡ Nhã Phương vì nữ diễn viên có lịch làm việc bận rộn, nhưng Tường Vi cũng đánh giá chị chồng nổi tiếng là người rất tâm lý và thoải mái, thậm chí sẵn sàng rủ các em ruột và em dâu đi ăn, đi làm đẹp chung những khi rảnh rỗi. Không thường xuyên có mặt trong các sự kiện Nhã Phương làm nhân vật chính, nhưng mỗi khi chị chồng ra mắt vai diễn mới, Tường Vi đều háo hức cùng chồng ra rạp để ủng hộ. Hiện tại, vừa mới bước sang tuổi 23, nhưng Tường Vi đã là niềm tự hào của gia đình chồng khi bước vung vén tổ ấm và làm việc chăm chỉ. Em dâu Nhã Phương sinh năm 1996 và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh thời trang. Tường Vi từng được ông xã và chị chồng nổi tiếng đưa đi du lịch chung rất nhiều lần. Trong nhà chồng, Tường Vi thân thiết nhất với diễn viên Phương Anh. Hình ảnh hiếm hoi Tường Vi chụp với Trường Giang. Không chỉ được các chị yêu thương, Tường Vi còn được lòng cả mẹ chồng của cô.